ngày 25 tháng 10 năm 2000, một tổ chức xuất hiện tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn do một nhóm văn nghệ sĩ Việt Nam thành lập. Hai mục tiêu chính của nhà Việt Nam. Mục tiêu thứ nhất, hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng về giáo dục, xã hội và cứu trợ nhân đạo. Mục tiêu thứ hai, phát huy văn hóa Việt Nam qua các hình thức, hội thảo và trình diễn văn nghệ. Thành lập tủ sách Tiếng Quê Hương, giới thiệu tác phẩm cho các văn nghệ sĩ, trình diễn các chương trình văn nghệ tinh hoa nước Việt, tổ chức các cuộc thi Em Viết Văn Việt, Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng, tham gia Hội Tết Nguyên Đán và Hội Tết Trung Thu, cung cấp thức ăn miễn phí hàng tuần cho người vô gia cư, cung cấp thức ăn miễn phí trong mùa đại dịch cho người cao niên, nhân viên y tế và nhân viên cảnh sát, cứu trợ thiên tai, tham gia chương trình di sản văn hóa châu Á Thái Bình Dương, tham gia diễn hành lễ độc lập Hoa Kỳ. Dưới mái nhà Việt Nam, ba thế hệ cùng sinh hoạt để bảo tồn di sản văn hóa dân tộc và phục vụ cộng đồng. Thế hệ thứ nhất đã khổ công xây dựng và phát triển căn nhà Việt Nam. Thế hệ chuyển tiếp là cầu nối tiếp nhận di sản văn hóa từ các vị tiền bối. Họ đang chuyển tiếp di sản dân tộc đến các thế hệ con cháu của mình. Hôm nay, bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam đang nằm trong tay các bạn trẻ. Chỉ khi nào bạn nói tiếng Việt, biết văn hóa Việt, biết lịch sử Việt được thành hình trong gian khổ và đau thương như thế nào, bạn sẽ thực sự yêu đất nước Việt Nam và sẽ yêu thương đồng bào Việt Nam mình. Sẽ một ngày tươi vui, cùng nhau ta hát Tổ quốc Việt Nam. Dù ngàn sông cây núi, dù trăm năm ngàn năm, con tim em vẫn nói em là người Việt Nam. Nhà Việt từ đây, chúng Nam Bắc cùng một lòng.